Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái mẫu sản phẩm đục cây bonsai hàng cao cấp của Đài Loan, có 11 món nha. Bạn nào cần mẫu sản phẩm nào thì có thể alo cho mình số điện thoại phía dưới video hoặc truy cập website trồngcây.vn của em để tham khảo nhé. Chào các bạn. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một đục mini của hàng Đài Loan cao cấp nha. Có gồm 6 món. Rất là chi tiết, rất là đẹp đúng không ạ? Vâng, bạn nào cần về mẫu sản phẩm này có thể alo cho mình số điện thoại phía dưới video hoặc là truy cập website trồngcây.vn của em. Và các bạn nhớ follow kênh của mình nhé để được biết thêm nhiều sản phẩm mới và các mẫu đẹp hơn. Xin chào các bạn. Các bác ưng sản phẩm nào hoặc là muốn xem chi tiết của sản phẩm nào thì các bạn có thể kích vào đây để xem. Đấy, hoặc là alo cho em số điện thoại này, truy cập website này. Và các bác lưu ý là các bác nhớ đăng ký kênh để được tham khảo các cái mẫu sản phẩm mới nhất nhé. Chúng tôi có cái đăng ký đây dưới và các bác đăng nhập cái Gmail là các bác sẽ được đăng ký được. Các bác cứ nhớ sẽ thích đăng ký vào đây. Và các bác có thể là truy cập vào đây bên trong. Các bác xem thì kênh bên em nó sẽ có các cái như này. Thì nó có số điện thoại này, có số Zalo, website này. Các bác có thể kích thẳng vào đây thì sẽ ra các để liên hệ với em. Đấy. Ngoài ra thì đây các bác phần video thì có rất là nhiều các mẫu sản phẩm các bác có thể là truy cập, đúng không? Truy cập vào để biết được các cái dòng sản phẩm, hoặc là thêm nữa là các bác có thể kích vào phần trang web này, trang web của tôi, trang web từ bên em nó sẽ ra như này, thì sẽ lên tất cả các mẫu sản phẩm, ví dụ kéo cắt cành, kéo cành trên cao, cưa cầm tay, đấy, kéo ghép cành, kích rễ, máy nũa, máy là hàng Nhật, rất là nhiều. Chẳng hạn thế em ví dụ như là em kích một cái phần hàng Nhật đi, đấy, thì các sản phẩm như này, đấy, rất là nhiều. Đấy, hoặc là các bạn có thể là xem các cái mẫu khác, ví dụ như là kéo cắt cành này, cành phổ thông này. Đấy thì các bác tiến hành đặt hàng đi, đặt hàng ví dụ mình thích sản phẩm này đi, thích sản phẩm này thì tiến hành đặt hàng thì các bác kích vào đây. Còn nếu các bác muốn xem thông tin chi tiết từng sản phẩm một thì có thể kéo xuống phần dưới. Đấy, ví dụ như là có mô tả về cái chiếc kéo đấy này, màu đen này, trọng lượng bao nhiêu này, và có cả phần video thì các bác có thể kích vào đây, các bác xem trực tiếp luôn trên này của bên em. Đấy, thì nó sẽ tiến hành chạy xem trực tiếp. Các bác cũng nhấn đăng ký kênh ở đây cũng thế cũng được. Đấy. Các bác tiếp tục là tiến hành đặt hàng. Đấy, đặt hàng ở đây là bỏ tên chúng tôi này, cái điện thoại này, đấy, chị đặt hàng này, mình này. Châu Yên. Các bác càng cho chi tiết thì càng sẽ anh đặt hàng càng dễ hơn nhé. Thường thường bên em sẽ kêu các kích vào đây ok thì là như thế, là nó chạy một chút thì nó sẽ tiến hành được. Đấy, hiển thị thông báo như này là ok rồi. Đấy, thì từng sản phẩm các bác sẽ tiến hành đặt hàng như thế. Đấy, có thể các bác sang theo sang các cái mẫu sản phẩm khác đi chẳng hạn, như thế cũng bấm vào vậy và tiến hành đặt hàng. Đấy, và bên em sẽ có các cái video cụ thể cho từng loại sản phẩm nhé, các bác có thể tham khảo kéo xuống đây xem, và có các mức giá. Đấy, rất là chi tiết rồi. Đấy. Rồi ok, bác nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại phía dưới video này nhé, hoặc là truy cập website này của bên em để mình tham khảo. Rồi, xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn.